Chào bạn, tiếp tục với tin công nghệ mới này. Thì gần 40 triệu người có thể bị chặn truy cập từ cái truy cập web vào tháng 1 năm 2016 này thì các bạn. Đấy, tháng 1 năm 2016. Từ đầu năm 2016 thì sẽ có 3,7 triệu người truy cập một cái trang không thể truy cập được những trang web an toàn. Đấy thì mình cũng đã thấy cái hiện tượng này ở trên tất cả các web. Mình thấy ở một số web châu Âu hay là một số web ở châu Mỹ thì mình truy cập vào thì nó hay bị cái lỗi lắm các bạn, lỗi DNS nha. Thì mình không biết thật sao, chắc là nó do ảnh hưởng đây. Người dùng từ các nước đang phát triển sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ví dụ như các nước đang phát triển như ví dụ như Việt Nam này, một số nước như là Việt Nam này, Thái Lan này, vân vân nhé. Trung Quốc là phát triển cao rồi, Đài Loan chẳng hạn thì nó sẽ gây ảnh hưởng nặng nề nhất, nhất là Việt Nam, bởi vì mình thấy cái không biết tại sao nó hay bị chặn truy cập, mặc dù mình đã truy cập bật cái tường lửa này, chỉnh firewall các kiểu nó mới không được này. Và theo thông tin mới đây gần đây thì đến đầu từ đầu năm 2016 này, nghĩa là rằng năm mới này sẽ bất kỳ người nào sử dụng một cái chiếc điện thoại hơn 5 năm tuổi, có nghĩa là hơn 5 năm tuổi cái chứng chỉ của cái điện thoại kia nó sẽ không truy cập được. Thì mình đã có thấy cái hiện tượng này rồi các bạn. Bây giờ các bạn thử sử dụng một cái smartphone cách đây khoảng 5 năm, nó ra đời vào năm 2010 nhá. Nó ra đời vào năm 2010 bởi vì cái hệ thống firmware của nó, mình cái hệ thống phần mềm của nó không được nâng cấp lên, nó truy cập nó sẽ bị lỗi không thể truy cập được. Do hệ thống bảo mật và cái độ mã hóa, có nghĩa là cái chế độ người dùng hay còn gọi là cái chế độ gì nhỉ? Lỗi chứng chỉ, đúng rồi, security, có nghĩa là bảo mật. Những người đang sử dụng cái chiếc smartphone ra đời từ cách đây 5 năm hay là máy tính chạy hệ điều hành cũ như là Windows XP, SP2 trở về trước chẳng hạn, thì nó đều không phải là vấn đề to tát ở với các thành phố lớn như là New York chẳng hạn, hoặc là California chẳng hạn, hoặc là Tokyo, hoặc là Nagasaki chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ không là vấn đề trở ngại với các bạn đâu. Đấy thì theo như những chiếc điện thoại được sản xuất từ nửa thập kỷ trước đã được coi là bị cổ, nhưng mà theo các nhà khảo sát ấy, thì mới đây của Facebook thì họ vẫn còn 7% người dùng sử dụng internet sử dụng từ những thiết bị để truy cập web nổi tiếng nhất thế giới như là cái điện thoại Nokia X202 chẳng hạn. Đấy đấy, về cái tính cơ bản của cái thành phố New York, đài như New York, San Francisco này, ở nơi mà những chiếc điện thoại 5 tuổi sẽ được coi là bị cổ. Ví dụ như bây giờ cái điện thoại của tôi ra đời năm 2010 chẳng hạn, ví dụ như iPhone 4S chẳng hạn, thì nó sẽ bị cổ ở thành phố New York, người ta sẽ không dùng nó nữa. Đấy, không phải chung thủy, một đồ công nghệ chung thủy không tốt đâu các bạn ạ. Đấy, lưu ý này. Đây không phải là vấn đề đáng ngại, nhưng mà theo nhiều mặt xét chung ấy, thì trên các thị trường di động hiện nay thì con số này là rất lớn các bạn, rất lớn luôn. Theo thống kê của mình vừa đọc qua rồi, hiện nay thì đa số các website nó đều được mã hóa. Khi chúng ta nhìn vào cái trang web ấy, nó được mã hóa với cái dòng chữ HTTP. Tại sao dòng chữ HTTP nó lại có chữ S ở đằng sau? Thì các bạn trước đây thì mình đã có một cái bài viết nói rồi, khi chúng ta nhấn cụm từ search ở trên cụm từ web thì nó sau cái chữ HTTP nó luôn có chữ S ở đằng sau. Đấy, đó là biểu tượng của một cái chiếc khóa màu xanh hoặc là vàng, thì người dùng có thể biết rằng đó chính là một cái trang web thật chứ không phải là do hacker nó giả mạo nhá, giả mạo hoặc là lập ra để lừa người dùng. Các bạn chú ý cho mình này. Nhờ đó thì các bạn có thể yên tâm đăng những thông tin, chẳng hạn như khi vào Facebook chẳng hạn, có những vấn đề gì tranh cãi chẳng hạn, ví dụ trong Google thì các bạn có thể ủng hộ việc nâng cấp hết mình các bạn, Alibaba chẳng hạn, ví dụ thế,
hoặc là trang web bán hàng thì của Trung Quốc là lại phản đối về chúng tôi tiếp xúc với sự hỗ trợ của các chuẩn cũ và nâng cấp khi thị trường đã sẵn sàng ấy, có nghĩa là thị trường đó đã sẵn sàng, không phải là ai cũng có thể mua mua được những cái máy mới đắt tiền như iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus chẳng hạn. Đấy. Mua mới chẳng hạn, nhất là ở các nước nghèo như Chile này thì không nói rồi các bạn, nghèo như Chile này hoặc là ở một số nước châu Phi nữa thì nó rất nghèo nàn luôn các bạn. Nó không thể mua, thậm chí nó không có cái điện thoại đen trắng dùng ấy các bạn. Đấy, các bạn phải chú ý cho mình này. Đấy. Thì thực ra thì mình cũng nói, nhắc đến Trung Quốc thì mình cũng nói bởi vì Trung Quốc nó sử dụng cái mạng, nó là một đất nước lớn phải không các bạn, đông nhân nhất thế giới, thì tại sao nó sẽ tìm ra một cái công cụ riêng cho một đất nước của họ. Đấy, các bạn, công cụ riêng của nó đó là công cụ Dubai, các bạn xem ở Trung Quốc Dubai đấy, các bạn có biết cái search Dubai, nó không sử dụng Google đâu các bạn, Google nó không phát triển ở Trung Quốc đâu. Đấy, bây giờ Google mà mời Trung Quốc dùng dịch vụ của nó còn không dùng này các bạn. Đấy, nó sử dụng cái môi trường Dubai, Dubai search, các bạn chú ý này. Các bạn là search trang web nổi tiếng của Trung Quốc là các bạn bấm trên trình duyệt 2345.com thì nó sẽ ra một cái dạng Trung Quốc tin tức ở nước Trung Quốc nha. Ok này, đây là các bạn đã hiểu về tại sao nó là chặn không? Thực ra ở Việt Nam mình cũng chặn, mình có một số máy điện thoại mặc dù mình đã nâng cấp, mình thay đổi chứng chỉ nó vẫn bị. Đặc biệt mình nói tóm lại, nói ra với các bạn luôn là cái dòng Samsung GTS 5360, một số máy nó bị lỗi chứng chỉ mặc dù mình đã fix lỗi code nhưng mà nó vẫn bị, chả biết tại sao. Đấy, ok, chào các bạn, chúc các bạn có một ngày đọc tin tức tốt lành nha.